Xuống cho chị thiện. Để trở nhâm nội mặt hả? Có, hổm giờ bán quá trời. Mấy chục bill ngày á. Bán ngày mấy chục bill. Rồi mỗi người 20 ngàn nha mọi người. Lên học bò đủ gì đấy? Gì 20 ngàn. Lên lấy hết xuống trả đi. Mỗi người 20 ngàn nữa. Bây giờ thua bất tư đi đầu quýnh cái mẹ em luôn vậy. Hello mấy chị. Hôm nay chết nghe vì trưa dạ trưa mai chị lên tới nhà em là 10:30 nha, phải là 10:30 chứ đừng có lên tới 11 giờ kém nha chị, là không có được, và lúc đó chị sẽ không biết làm gì luôn á. Hello mấy chị nha, hôm nay là lên đồ nam, hôm nay là lên đồ nam mấy chị ha, hôm nay lên đồ nam. Anh em đâu vào mà xem vào mà xem mấy chị ơi, hôm nay con áo ba lỗ em đang mặc mới về nha, 100.000 vải rất là đẹp mấy chị, thông báo nhẹ nhẹ với mấy chị là 100.000 ha. Con này là 100.000 nè mấy chị, cái con hàng xuất em đang mặc là đừng để ý vú em, không mặc áo vú. Ừ vậy đi. Nè con hàng xuất này là em có số lượng rất là ít nha. Nói chung là free size mấy chị, 60 đến 92 kg cũng vừa con này, 93 95 kg cũng vừa con ba lỗ sọc này. Là cái con em đang mặc nè. Nhưng mà vải rất là mê. Vải của cái con ba lỗ hàng xuất này rất là mê mấy chị. Rồi bán cho mấy chị 100.000 cái nha. Chào chị Mido. 100.000 cái và nguyên cái kho hàng 75 kg mà mặc XL rộng, mà nếu chị mặc L là không được, em chị mặc L là bị tiếc vú, chị mặc L là sẽ bị tiếc vú liền vậy đó mấy chị ơi, mấy chị ơi là mấy chị ơi, ba lỗ sọc của Nguyễn Thương Binh Binh 100.000 nè, con này vải đẹp lắm mấy chị. Chắc là nó chạy không kịp với chị Hương, không sao hết trơn á. Giờ nhận không kịp thì sáng ngày mai cũng có Hương. Con này vải em nói với chị dùng từ là xuất sắc. Con ba lỗ này nè. Con ba lỗ này dùng từ vải xuất sắc, 60 đến 95 kg cũng vừa. Vải xuất sắc mà độ co giãn êm lắm. Mấy chị biết hàng xuất rồi, nó mê lắm mấy chị. À, chị nào chưa chốt ba lỗ sọc thì chốt lên giùm em ba lỗ sọc. Nha mấy chị nha. Đâu mất rồi, không đặt hàng đúng không? Ôi ôi, hôm nay mấy chị đâu hết rồi, cái nè lấy hai cái món này cho chị nghe Trần ơi, nghe Trần chưa ghé luôn hả anh? Rồi lên lên lầu lấy cái đầm hồng size XL này tao tí. Để tao tí lấy nha. Với lại tới trước kia lấy cái giùm mấy bé size XL. Nghe Trần. Một ba lỗ của Thúy Hằng, bé bé ngồi đây đi. Chị kêu em ngồi đi để tí với chị Thiện nó lấy. Ba lỗ của chị Thúy Hằng nè. Coi thử Thúy Hằng lấy Thúy Hằng nào. Ôi cha sao tối nay mấy chị ít người dữ ta. XL. XL của Nga Tròn 280.
Em có đúng một con sơ mi nè, bán mấy chị 140.000, mua cho một là mấy chị thích mua cho mấy chị. Ba lỗ sọc của chị Hoàng Dung Lê nè, 100.000 của chị Hoàng Dung Lê Facebook Ý Yên. Còn áo phốc Rin Nguyễn Hương, chị ngồi chờ chút xíu đi, em sẽ lên hàng sale Rin cho mấy chị. Con này ở sâu là lưng cung nha, con này khoảng cỡ dưới 85 kg. Ở này cái tà dưới này nó rút đẹp lắm mấy chị, cái tà này nè, cái tà này mà nó rút rồi nó gọn đẹp lắm. Rồi chị nào chốt con xanh này, chốt cho em con xanh này. Đây mấy chị, ở sau lưng là nó là thun la dông nha, cho nên nó rất là mê. Con này bán cho mấy chị bây giờ. Ra lấy nha. Chị Thiện ơi, cái bộ ren hồng gốc đây nè, người chưa nghe trần chưa? Nghe trần 280. Còn bộ ấy bếp đâu chị Thiện? Dạ. Kêu lấy bộ ấy bếp nâu đâu? XL. Con này để em coi nè. Con này chị nghe vỏ vừa khúc sau nè, nghe vỏ 120. Đồng hồng sờ đen đúng không? Thế là lấy ba lỗ rồi chá, lấy ba lỗ rồi, chờ em chút. Có chưa? Lấy ba lỗ chị rồi. Mấy chị nha, tập trung nha, em lên đồ nam hôm nay mỗi mẫu nó có 1-2 cái nhưng mà rất là đẹp. Mà đồ nam hôm nay giá cực kỳ rẻ mấy chị, 160.000 em bán hết luôn ha. Em nhận đồ rồi, đẹp, cảm ơn chị. Bộ này của ai quên rồi con? Bộ này của Nguyên Mai. Nguyên Mai có dấu 250 của Nguyên Mai. Nguyên Mai có dấu nha, coi thử Nguyên Mai ở đâu, đọc cho ba kìa con. Rồi bộ này, bộ dùm này của Nga Trần nè. Nguyên Mai thành phố. Dùm này của Nga Trần nè. Rồi ơi mấy chị xong chưa mấy chị? Em có mấy con quần ống rộng bán cho mấy chị 120 nè, hơi bị đẹp nha. 250. Em có mấy con, một con quần ống rộng. Ở trước mắt em có một con, em bán một con nè. Quần ống rộng này khoảng cỡ từ 60 đến 80 kg. Rồi đi lên nhà trên, rút lên nhà trên đi. 60 đến 80 kg con quần ống rộng. Con này là thun lai dông, là hàng xuất, bán cho mấy chị 120. Có đồ Tết chứ chị? Dạ đồ này cũng là đồ Tết rồi chị. Nói chung là từ đây tới Tết đó là gặp hàng nào bập hàng đó à. Mấy chị ha. Còn đầm váy thì vẫn lên bình thường. Chốt giùm em con quần lai dông 120. Em có một con xanh két và hai con xanh đen. Đầm thun lai dông đó đẹp quá, mấy kiểu đó mà màu đỏ đi. Mà màu đỏ đi. Đầm thun lai dông là đầm nào ta? Là đầm nào ta? Còn cái đây là xanh đen nè. Chị nào chốt quần lai dông 120 có xanh đen thì chốt giùm em xanh đen nha. Có đầm, có đầm đi tim không chị? Có chị Lành, bên em cái gì cũng có, chỉ có mỗi tiền là nhà em không có thôi chị Lành, thật sự. Chỉ có tiền là nhà em không có thôi. Còn mọi thứ còn lại là nhà em đều có. Hả? Đâu đẹp. Em có một con đầm yếm nè. Mấy chị coi giùm em đầm yếm caro nha. Đầm yếm caro mấy chị về mặc với áo thun đen hoặc áo thun trắng gì cũng được. Nhưng mà con này á mấy chị thì khoảng cỡ dưới 73 kg. Dưới 73-74 kg ha. Dưới 73 nè, chị trái tim mình là lấy hai cái đi. Một cái xanh kiếp, một cái xanh đen, cái này mặc thoải mái lắm. Hai cái này của trái tim mình là đi. Nhúng rút dây đỏ biết rồi gái. Con nó vải mặc sướng ha. Đây mấy chị, con này dưới 73 kg mặc vừa, con này cực kỳ dễ thương. Ở con đầm yếm này hả? Chị nào chốt đầm yếm này, chốt lên giùm em đầm yếm. Chị nào dưới 70 kg chốt con này nè. Chị nào dưới 70 kg chốt con này nè. Con này nó không phải là đầm yếm xè, đầm yếm xếp ly, mà nó là đầm yếm ôm nè, nó đầm yếm ôm mà cái phòng trên này là từ bụng đi lên nè. Đó, cái phần trên này từ bụng đi lên, tất cả mọi thứ đây là hàng xuất. Con này dưới 70 kg chốt giùm em là yếm dài ha, yếm dài dưới 70 kg mấy chị, yếm dài. Rồi áo bra, bây giờ bán áo bra cho mấy chị với giá 100.000 cái bra. Mấy chị ơi, bra này hàng xuất vải đẹp lắm nha. Nhưng mà em nói mấy chị là khoảng cỡ dưới 75-77 kg. Khoảng cỡ dưới 75 và 77 kg mấy chị. Chị nào dưới 75 và dưới 77 kg chốt con này. Thiệt sự là cái này em cũng vừa nhưng mà nó ôm. Nó ôm thì những chị tập gym, tập đồ đều được ha.
Rồi bán cho mấy chị hàng xúc này 100.000 cái mấy chị ơi. 100.000 cái hàng xúc. 100.000 cái mới thấy có 1 cái còn như nó ship đâu mất mẹ. Mới thấy có 1 cái đó áo tập gym à. Nè áo ba lỗ nè gái. Áo ba lỗ nè. Áo ba lỗ nè Phạm Trân. Đây. Áo đang mặc mà Phạm Trân. Vải hơi bị mê. 100.000 cái áo ba lỗ. Vải mê tít to lò mấy chị. Vải mê tít luôn. Rồi chị nào chốt áo bra, chốt giùm em áo bra bờ vô nha. Rồi lên đồ nam nha. Dạ nói chung là số đồ nam thì số lượng có hạn. Ông Bảy đâu mất rồi, ngồi ngoài kia bà nội. Nè mấy chị ơi, Bảy ơi, có một con áo này thôi nha Bảy. Bảy có mặt không? Ông nói ông thích xì tin nè. Nè mấy chị, áo có cổ mà đẹp không? Rồi con này là size khoảng chồng chị nào mà khoảng cỡ 55kg á. Chồng chị nào mà khoảng cỡ 55kg quốc con này. Nói chung là dưới 57 dưới 57kg là quốc được con này. Ha. Đây. Chốt giùm cho em con này. Rồi chốt giùm em áo trắng nha. Chốt giùm em áo trắng nam 160. Chồng chị nào 50-55kg chốt áo trắng. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị. Hôm nay em lên cho mấy chị một cái con Levi's. Hôm nay em lên cho mấy chị một cái con Levi's nè mấy chị. Đẹp không? Trắng của Thủy Thu Phạm 160. Hôm nay em lên cho mấy chị một cái con Levi's. Này trời ơi. Size L. Ok chị Trân. Cái này là size L nè. Cái này em có rất là nhiều à, rất là nhiều nha. Sấy đến L nè. Đây mấy chị. Sấy đến L thì chồng chị nào mà khoảng cỡ dưới 85kg XL chồng chị nào khoảng cỡ dưới 80kg là ok nha. XL. Không con này đẹp mấy chị. Con này size L. Nè chốt giùm em áo Levi's hoặc là áo áo xám. Là kèm số ký cho em lựa cho chồng mấy chị ha. Con này đẹp mấy chị. Đó, con này quá trời đẹp luôn. Anh ơi anh vô anh mặc cái này cho em hả bảy. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái mã này. Mã xanh có cổ nha. Mã xanh có cổ mấy chị. Mã xanh lính có cổ mà cũng có một cái thôi. 160 chị Phạm Trân. Size này. Size này là chồng chị nào cũng có dưới 62kg quốc. Cho ông cái. Áo lính có cổ con này 160. Chồng chị nào khoảng cỡ dưới 60kg, dưới 62kg chốt. Chốt giùm em áo lính xanh. Mẹ mày hai giống tao chứ tao giống bên hai mày. Mày ấy, kéo đâu mày. Con này đẹp nè. Con này lén lén bán được nè. Con này mấy chị coi đó đó. Kéo quần lên tao vú đúng như, đứng như chim cánh cục. Tao nói đứng như con chim cánh cục luôn. Con này là áo sọc nè mấy chị ơi, vải rất là đẹp nha. Áo sọc vải rất là đẹp ha. Vải mềm tay lắm mấy chị. Vải rất là mềm tay. Con này chồng chị nào dưới 65kg chốt. Con áo sọc này chồng chị nào dưới 65kg chốt áo sọc ha. Nè chị như con chim cánh cục. Tao nói, chị nuôi hoài không bao giờ lớn là ổng. Nuôi hoài không bao giờ lớn. Là quỷ đó đó. Quỷ già đó. Nè lên cái này là bà Phạm Trân chốt liền nè. Đây nè mấy chị. Nè áo sọc của Phan Ái nè. 160. Mấy chị ơi coi cái con này. Em dơ cái phần sau con này là mấy chị mê liền. Đẹp chưa áo đỏ. Mà vải em nói mấy chị xuất sắc lắm. Vải rất là xuất sắc ha. Vải mê ly luôn. Chị nào chốt áo đỏ sọc. Chốt giùm em áo đỏ sọc nha. Áo đỏ sọc hình như gom hết kho hàng xúc được mấy cái mấy chị. 2 ba bốn cái chạy đỏ sọc đó. Ông già tôi mặc phải có tôi, phải có tôi là cái gì, phải có tôi à. Biết rồi, biết phải có tôi rồi. Hai cái áo lính xanh mấy chị. Cô bà nói hàng xưởng dưới đó về mấy bao vậy anh? Hai cái áo lính xanh vậy không? Áo lính xanh có cổ, áo đỏ XL của Võ Phúc. Hình như chồng chị Võ Phúc là tám mấy ký phải không? Võ Phúc nè.
trăm sáu hết đó Phan ơi, Võ Phúc trăm sáu. Áo này là áo lính mấy chị, lính lính có cổ nè chị, mấy con này mặc lên với quần tây đẹp lắm, lính có cổ. Chị nào chốt lên giùm em lính có cổ nha, lính có cổ đồ nam nè mấy chị ơi, đồ nam lính có cổ. Chốt giùm em lính có cổ mấy chị ơi, lính có cổ. Nghĩ sao mà kêu tao yên mập vậy Phan ấy, áo nhôm ấm nhất mà kêu tao yên mập. Đây đây nè, đây mấy chị, con xanh này vải đẹp nè Phan ấy, đẹp không? Rồi chốt giùm em con xanh này, nhưng mà con xanh này size nhỏ. Con xanh này chồng chị nào bằng chồng em khoảng cỡ 65kg á là chốt được. Để em kiếm con đỏ size nhỏ Ngọc Châu có không nha. Ngọc Châu nè, Ngọc Châu. Cái này không có size trong cái hồi sáng cũng có mà em không dám lấy ha. Áo lính 90kg không vừa chị Võ Phúc. Áo lính này chồng chị nào khoảng cỡ dưới 80kg là ok. À, mấy anh đâu có mặc ôm như mình được mấy chị. À, mấy anh không hề mặc ôm như mình được. Tôi áo lính. Áo lính này phải không chị Phạm Trân? Áo lính của Phạm Trân 160 nè. Mấy chị ơi Lê Việt, sao em mê cái con áo này ghê mấy chị à. Con này mà mặc cái quần rinh lên một cái em nói thiệt á, tí đứt, tí cứt, tí đái, tí khói luôn. Đừng có nói không yêu, đừng nói lời cay đắng. Nay không, giờ lên đồ nữ nè chị Ngọc. Sống này lên nữ nè. Yên ơi áo thun nam dài không? Cao mấy 85. Giờ cao tới mấy 85 thì em nói chị Thanh Thúy Lê là áo form nam nó có một form mà. Nói nó có đúng form nè nè. Chị Võ Phúc lấy cái áo này cho chồng chị Võ Phúc nè, đẹp không? Hồi nãy có một cái em để cho anh Kỳ, còn cái này là cái thứ hai là chị Võ Phúc. Lấy cái này đi, Võ Phúc 160. Hai chục cái gì nè? Hai chục cái gì vậy? Mua nhiêu? 80. Con lấy ra chú không? Không có 10 ngàn. Ừ. Ác thiệt hả chứ? Chú không có 10 ngàn. Người ta giao ông Bi không có 10 ngàn thì vô hỏi ba có 10 ngàn không cha chú? Có ai kìa? Chú ơi kêu đi, kêu lại. Ta giao có Bi ta trông vô cái 10 ngàn đó mày không cho chú luôn. Có quỷ à? Chú không có 10 ngàn. Trời chú không có 10 ngàn không cho chú luôn. Con thiệt, cái tâm dễ sợ. Nè Võ Phúc nè. Trời ơi người ta mua đồ mà nó kêu nữa hả? Không biết hỏi hai cái hay sao. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mới hỏi cái câu kể ra trời. Nhắn tin vô phân bay đi giải quyết cho. Nè Quốc Khang nè. Ái ngoài đó làm cái gì kệ. Nè có một con đây thôi nha. Adidas đỏ em có đúng một con. Con này cho chồng chị nào khoảng cỡ từ 50 tới 56kg là vừa. Một con thôi nha Adidas đỏ. Trời ơi hỏi mua nữa kìa trời ơi là trời. Tức chết quá. Mấy chị ơi mấy con này đừng có cho quỷ bẫy thấy. Bốt chưa. Bốt chưa. Đó thấy không em nói rồi. Em có một con Adidas là chồng chị nào dưới 75kg quốc. Ê đẹp mấy chị, vải đẹp lắm. Vải đẹp mê luôn nha. Cái khuôn ngon. Má nó đẹp. Nè cho thêm cái xám nữa nè. Không được xám xám rồi mấy cái này để em cục nổ. Đem lên lầu để dành nha, chừng nào đi tiệc mặc cái áo 50.000 nha. Em có một con boxer mà giống như áo trắng của ông Bảy đang mặc này mấy chị. Bước ra đây. Con này là con lông chuột nè. Con này chồng chị. Chị Thu Hạnh Huỳnh nè. Thu Hạnh Huỳnh trăm, Thu Hạnh Huỳnh 160. Áo xám 90kg vừa không? Không vừa trăm. Ê con bót chơi, ông Phước ông lấy con bót chơi trắng nè mấy chị. Em còn một con bót chơi màu xám nè. 160 nè mấy chị. Con này là khoảng cỡ dưới 73kg. Bót chơi xám nha. Con này là mã lính. Đẹp không mấy chị, mã lính này dưới 85kg cũng có size nè. Mã lính 160 hết nha.
Lông chuột XL. Lông chuột là cái gì? Lông chuột là cái gì chị? Là cái voucher này phải không chị? Lông chuột là phải cái voucher này không? Đúng không chị Võ Phúc XL đúng không? Nè Võ Phúc. Võ Phúc sáng con cái à. Sáng con cái à. Lính của Phạm Trân. Nè lính của Phạm Trân nè. Tao tán một cái chích bà mà liền ở để chồng tao nha. Ờ à, gì đây à. Phạm Trân nè. Xám khách lấy rồi chị. Đây. Không mà hàng xúc này đẹp lắm mấy chị. Áo xám khách lấy. Đây Adidas xanh đen nè quý vị ơi. Con này mê nè. Adidas xanh đen dưới 70kg. Mấy con này bữa nay đẹp quá. Adidas này size M nè mấy chị. Đẹp không? 160.000 mấy chị. Adidas đen. Lính 85kg của chị Võ Gia Phúc. Lính XL. Võ Gia Phúc. Cái này M. Cái này L. À, Võ Gia Phúc nè 160. Chị lấy áo lính màu khác giúp em đi. Em có áo lính màu xanh đậm nè. Lính xanh đậm. Và lính xanh rêu nè. Chị Võ Phúc lấy cái này nè. Để em coi cái này có sai không. Đây nè, chị Võ Phúc lấy cái màu lính này nghe. Chị Võ Phúc có một cái size XL nè. Rồi Võ Phúc 160. Dạ. Thu Hạnh Huỳnh kèm số ký giúp em không có nhớ đó. Adidas đen dưới 60kg của Phạm Trân. Ghi phụ giùm cái hả trời. Ghi phụ giùm cái hả Thu Hạnh. Phạm Trân nè. Phạm Trân 160 nè. Chị Thu Hạnh Huỳnh cho lên lại giùm em xanh đen kèm số ký đi chị. Xanh đen kèm số ký. Xanh đen kèm 70kg của Thu Hạnh Huỳnh nè. Lấy gì quên rồi xanh đen phải không. Rồi xanh đen Thu Hạnh Huỳnh nè 160. Em có Adidas xanh lá một cái size L. Một cái xanh thôi nha size L. Em có Adidas size 50kg. Size 55kg. Em có Adidas xám. Size này là size size L luôn, là size của chị Thu Hạnh Huỳnh luôn. Này cho baby nè. Adidas size M. Nè đang lên đồ nam hàng xuất khẩu nè chị Thúy Phan. Ổm giờ có được lô áo. Đây. Coi thử lính có chị. Đây. Lính size M dưới 60kg nè chị. Nè lấy cho bé Phạm Trân cái lính đây. Áo đẹp quá. Áo này xuất sắc luôn hả chị. Thật sự. Nè lính xanh có một cái nè. Hồi nãy có một cái cho chị ấy. Giờ còn cái nè mấy chị. Size L. Size L chồng chị nào dưới 67kg quốc. Dưới 70kg cũng quốc. Chốt giùm em lính. Lính dắt cổ. Lính dắt cổ có một cái duy nhất thôi. Chồng chị nào dưới 68kg quốc. Adidas xanh size dưới 75kg quốc. Xanh đột chuối có một cái. Con này là thằng Thông nó thích gốm lắm. Xanh đột chuối một cái. Xanh giác cổ còn luôn. Xanh giác cổ còn luôn size L. Adidas 55kg có luôn chế. Quốc Khang. Quốc Khang 160. 160 nha, 160 nha. Mờ quá hả chị, do cái mạng á. Chứ ngày nào vẫn rứa. Nè em có con lính trắng nè. Adidas Adidas có size XL chị Nga Đông. Cái này là hàng nam nha. Mấy chị ơi coi giùm em. Xanh chuối 69kg của chị Thu Trang Nguyên. Con này quỷ thông mà thích gớm lắm. Thu Trang Nguyên 160. Lên phòng gì lấy cái nước đi con. Lính trắng. Lính trắng có hai cái. Nè lính trắng của Phạm Trân nè. Phạm Trân.
hay quá. Rồi xuống dưới xin đồ đi. Hai. Lấy nè. Mày xuống đây xách đồ mà xách đồ mới vô đây. Xách đồ mới xuống hết nhà dưới đây. Lính trắng của chị Thu rồi, lính trắng. À, lính trắng của chị Kiều Bông Gòn nè. Kiều Bông Gòn. Xách hết xuống nhà dưới thằng ông đầu. Mày xách đây mày đừng có nhây nha. Mày tự cho tụt quần mày không? Rồi lên áo sơ cây nha. Mấy chị ơi 160 áo sơ cây. Để bao mấy chị. Rồi áo sơ cây 160 kèm size. Này size M nè. Size M 2 cái nè. Size L 1 cái nè. Size L 2 cái nè. Nói chung chỉ có M với L thôi áo sơ cây. Chị nào đổi XL là không có nha. Cái này cũng đẹp lắm là chị Thu Trang Nguyên. Cái này đẹp quá trời luôn chị Thu Trang Nguyên. Áo này mê luôn chị, áo đỏ luôn. Rồi chị nào, đây, chị nào chốt áo ba lỗ 100.000 giống như em đang mặc chốt giùm em nha. Hơi bị xinh nha mấy chị, vải đẹp lắm, 60-95kg. Ha, đây, đen không có XL, có L chị. Chốt giùm em áo sọc 100.000, em nói mấy chị hàng xuất vải mê luôn. Vải mê tít thò lò. Vải mê lắm mấy chị ơi. Mê lắm luôn. Xong rồi chị ta tí. Ngồi chồng áo sao nhớ không? Chồng áo như áo thun bữa gì nè. Đó. Con bỏ vô chứ không nó nhăn nha. Đó làm đi. Cho mày bớt nhây. Lên trển mày nhây với mẹ. Đẩy xuống. Rồi chị thiện xuống nhà dưới luôn. Xuống dưới mà tao thấy cập nhật vô biết một cái tụi bay chích bài tụi bay với tao. Rồi đưa đồ đi con. Hai bao áo nam này nha. Rồi đưa hàng xưởng mới về đây mấy bao. Lấy hàng xưởng mới ra đi. Giờ sao con làm gì? À, sơ cây L75kg vừa chị Hiệp. 75kg vừa. Con làm gì? Lấy đồ ra. Đưa cái bao ra qua đây. Đây là cái gì không biết nữa. 52 bộ mà chưa biết bộ gì. Áo. Mày giỏi quá ha. Đó, ba lỗ của bé An. Bé An 100.000. Ba lỗ này mặc sướng lắm chị An, vải đẹp lắm. Bé An 100.000. Chưa biết ngày hôm nay cái gì về luôn á. Mặc ra. Mặc ừ. Tết tao mua được tết đâu. Mặc ra con. Hôm nay về đầm nè. Ủa lộn. Chờ em chút em coi nha. Lấy một cái áo đen của Trần Hiệp. Áo đen sơ cây đâu con. Đen sơ cây. Coi em bên này nữa. Ủa nói nè chụp bill qua để coi bán. Chứ giờ ngồi bán không có bill nè. Ủa cái con áo này mà đẹp. Mới nãy mà. Ủa có ba cái áo ở dưới cùng để cho cậu Quy đâu rồi. Dưới cùng, dưới đây nè, dưới đất luôn. Yeah. Con màu đen, con màu đỏ với lại con màu xám. Ủa, chị thấy chưa? Chưa, sơ cây mới lai đi xong rồi coi dưới chân. Đây, sơ cây size L. Chồng em nè. Chồng em. Lấy size L hả con? Size L bên kia kìa. Trần Hiệp. Sơ cây mà nó kêu chồng em, đây. Rồi lấy thêm cái sơ cây size L nữa đây. Rồi Tiến Nguyễn Thị nè, Trần Hiệp cái Tiến Nguyễn Thị có xếp đàng hoàng con. Rồi mình kiếm lại áo cầu kỳ dưới đây là cái khúc dưới đây nãy quăng ba cái dưới đây nè. Một cái nãy đưa đây. Lấy một cái lê vịt nữa. Trong đúng không? Lê một cái đen nữa. Trong đó. Không. Một cái áo thun đen có cổ á, cầu kỳ đi làm á. Kiếm cái đen có cổ đi. Rồi bây giờ lên hàng nha mấy chị nha. Trời chú coi nha. Nghe đang gì chứ này? Hả? Vô đứa mặc vô nha đang gì vậy? Có không? Nha. Con làm đại sứ cho Úc á. Muốn làm đại sứ nha. Thôi mày khỏi làm đại sứ đi. Hôm nay về áo lẻ nè. Về xếp quần váy nè và về xếp vest mấy chị. À. Cũng là trai thôi chứ là trai. Mỗi tội điểu chị. Cũng là trai thôi.
Được, hôm nay em được, về xếp đây mấy chị mê nè, 280 ngàn mà hôm nay mấy chị không chốt chừng nào mấy chị chốt. Mấy chị ở trong là áo dây thun lay dòng em không nói nha, ha. Em không nói, hôm nay em lên cái vải này mấy chị mê nè. Set vest quần váy kèm áo dây đen, set này 280 ngàn mấy chị coi giúp em nha. Trời ơi, set này mà mấy chị không chốt vào chừng nào mấy chị chốt nữa gai nút giùm nha. Thế thiệt, giờ mày quậy ra, bây giờ mày buông bá. Hai cái thằng quỷ tập trung hồi trước là giỡn, tập trung hồi sau là giỡn à. Ai làm giỡn? Ngồi xếp đồ, ai giỡn gì? Ngó cái cười mà chịu đứt dây. Vậy mà sao có người yêu em cũng biết. Ủa, không có nút quá. Rồi không có nút có nghĩa là cái set này là ở trong sẽ mặc như thế này nè mấy chị. Ở trong như thế này nè. Mặc chân váy quần lên nè ha. Mặc áo dây và kèm áo khoác ở ngoài. Kèm áo khoác ở ngoài nè, xếp bộ này lại lấy XL cho chị thử cho. Thử đó, lấy XL rồi. Nghĩ suối cho nó lưu dữ vậy ta. Thiệt chứ. Nó ăn trúng cái gì vậy? Chị Phạm Trong, cái set này đẹp mê lắm chị. Rồi lấy hàng mình còn bao hàng nào nữa vậy? Dạ, dưới chân con này. Ô bạn. Con kia. Con này nữa. Con này. Lấy size L lại đó. Ôm cái này nguyên set đẹp mấy chị ơi. Nguyên set không có nút. Là vest nha mấy chị nha. Là vest. Cái này là vest nha. Có nghĩa là khi mấy chị mặc quần đùi với lại áo dây ở trong là ở trên nó sẽ thả ra như thế này nè. Nó sẽ thả ra như thế này nè. Ồ mà cái vest, cái set này hơi bị sang gu xì xanh mấy chị. Cái này là gu xì xanh nha. Con này vải ở ngoài nhìn mê lắm chị Trân. Con này vải ở ngoài nhìn rất là mê. Gu xì xanh. Con này có tổng cộng 4 size kèm với một cái áo dây đen. Dưới 70kg, dưới 80kg. Nè áo vest nè. Dưới 90kg và dưới 100kg. Cái size em đang bỏ vô là size L đi. Còn này size L. Em xếp, em xếp cái bộ này em bỏ ngay trên cầu thang rồi em đem lên lầu rồi quay giờ đồ cũng chưa đem lên lầu. Làm như tao dặn tụi bay giống như đàn đàn khảy tay trâu ghê. Rồi lên tiếp xếp đây cho mấy chị nè. Em lên tiếp xếp này cho mấy chị. Xếp này em sẽ bán cho mấy xếp Gucci nè. Xếp Gucci áo đắp chéo nè. Xếp này em sẽ bán cho mấy chị với giá là 220 ngàn một xếp. Đây mấy chị, 220 ngàn một set quần váy kèm với lại áo Gucci đắp chéo tay lửng. Áo Gucci đắp chéo nè mấy chị, tay lửng ha. Xuống cái ngồi chứ chị hay ngồi ngồi tức lực à. Đem kéo đồ này xuống giữ bớt đi rồi bỏ áo thun vô. Người ta ngồi cái tao mày ngồi sát bên. Tự nhiên ngồi sát bên ông làm dơ lên dơ xuống không sợ trọt xuống cái mặt cái thằng quỷ sứ này. Tức này là cũng phải chữ lộn mới nói gì tí không biết nữa. Đây mấy chị, em nói với mấy chị là mẫu này cực kỳ dễ thương. Mẫu này nè, mẫu của nguyên bộ này nè. Mấy chị thấy ở bên đây nó đắp chéo tà qua không? Rất là dễ thương, kèm với lại quần váy. Cho bao mới mới luôn. Bao mới, bao mới, cái bao á. Bao mới. Bao mới. Có chụp hình. Size L chụp hình. Sấy lên L ra chưa? Rồi sấy lên L để lên L chị làm. Để lên L trước chụp hình, kêu qua đem đồ lên mà cũng không đem. Tao nói ngày nào tao cũng phải gãi tụi bay hết. Lấy cái set này XL nè, lên chụp hình. Còn like không được chút chí thiện nó bắt like lại, nó like đồ nam. XL. Rồi set quần váy cóc nè. XL nè. Rồi set quần váy nè. Rồi đưa báo này xuống. Ủa, quần váy ốc đưa con cái gì vậy? Trời đất ơi là trời. Mày thích trời đất ơi là ủa, trời. Ủa, con áo được. Mày đang cầm cái gì đó? Ừ. Dễ. 280 chị. Để em coi là giá nha. 280 chị. 280 200kg của chị Liên Võ bộ Gucci vest. Lên nha mấy chị nha. Em chưa biết áo gì luôn mấy chị. Em chỉ biết là áo này bán cho mấy chị với một cái giá rẻ giật mồng. Mà nghe đồn dễ thương á. Nghe đồn thôi á. Em đang quất cái vải này về may ấy nè. Bộ nha mấy chị nha, bộ.
Bộ này bán cho mấy chị với giá 140.000 và 2 size. Bộ này bán cho mấy chị với giá là 140.000 và 2 size. Nó có nhiều mẫu lắm mấy chị. Bộ này là bộ trái tim dễ thương không? Bộ nhà nè. Bộ này có 2 size, 60 đến 80 kg và 80 đến 100 kg. Bộ này 140 nha mấy chị. Bộ này 140. Bộ này size số 1 là 60 đến 80, 82 kg cũng vừa nè. Chốt giùm em bộ trái tim. Bộ trái tim nha. Bộ trái tim có một bộ thôi. Bộ xanh 280 chị Liên Võ. Cho chị xem lại bộ Gucci size L nha. Bộ của Phạm Trang là lấy bộ này cho Phạm Trang. Trái tim có một cái thôi. Trái tim có hai cái. Bộ này đẹp lắm chị Hiền Đà Nẵng. Bộ này rất là đẹp và rất là dễ thương. Cái bài gì mà qua mua đồ mà lôi nhoi 77 kg hè Phạm á. Thấy anh thấy em chửi không? Gửi rồi xong rồi buổi trưa nay á chị. Cái bài Hà Phạm qua giờ. Trái tim của Nguyên Phạm bộ 140. Nguyên Phạm bộ, Nguyên Phạm quận 12 bộ nè. Có lên nguồn riêng sale chị Nhi. Ta nói 2-3 ngày nay vô chốt hàng cà nhoi là thấy cái mùi tanh tanh rồi. Đủ má hàng đi rồi. Chốt hàng đi rồi, gửi bưu điện rồi. Ủa shop không cho kiểm tra hàng không lấy á nha. Nói câu đó đủ má thiệt, ngứa lồn thiệt. Tao chửi cho mà nghe, mà trong khi đó 3 ngày nay vô livestream mua đồ không được. Mà lần nào mua đồ xong cũng nói là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha mấy chị. Mà thậm chí mà khi mà em trả lời cái câu người ta, em trả lời là ủa chị bị điếc hả? Nhiều mẫu lắm, chờ một chút. Cái bộ đây là 280 nè mấy chị, quần váy nha. Cái bộ này kèm với áo vest mấy chị. Kèm với áo dây ở trong và kèm với áo vest ở ngoài, áo vest tay lửng đẹp lắm mấy chá. Cái bộ này sang chảnh lắm, bộ Gucci này nè. Chị nào chốt bộ Gucci này, chốt giùm em bộ Gucci nha. Rồi em lên tiếp tục nè. Bộ hoa xanh. Chị nào mà 80-100 kg muốn lấy thì chút em đưa size số 2 nha. Mấy bao vậy? Đồ nam mấy bao? 2 bao. Đồ nam mấy bao đâu được coi ạ? Một bao cũ, một bao mới. Một bao cũ đâu? Cũ bên đây. Rồi bao mới đâu? Bên đây. Bao mới gì ít vậy? Xếp hết cái này vô luôn, nó là hàng xuất của thằng đó luôn nè. Ủa mày xếp kiểu gì kỳ vậy Tý? Thấy rồi trên đây mà xếp gì kỳ vậy? Đây là đồ của một tí nãy nắng luôn. Trời đất ơi. Đây đây lại. Ủa rồi nó giỡn mặt cái tôi không ơ? Cái bộ đây là bộ hoa xanh nè. Chị nào chốt bộ hoa xanh, chốt giùm em hoa xanh 140. Vậy có co giãn chị Liên Võ ha. Đây là hoa xanh nè. Rồi mấy chị lấy cái gì thì mấy chị chốt giùm em hoa xanh 140 bỏ vô. Hoa xanh 140. Hoa xanh 140. Rồi chốt giùm em mã số 1. Chốt giùm em mã hoa này là hoa số 1 đi. Chị nào chốt mã số 1 chốt giùm em. Dễ thương ha. Chốt giùm em sao mờ quá vậy? Do cái mạng hết Trăng ơi. Cái đâu đụng gì vô mẹ cha nó đâu. Bộ này là hoa số 1 nè. Chốt giùm em mã 1 bộ hoa này. Mã 1 bộ hoa này nha. Cái này là dưới 82-83 kg nha. Ghi thờ vô mã 1 coi. 128. Ai? Lấy nửa tiếng, ghi nửa tiếng giờ tự dưng ngầu đó le lên trời. Ủa lấy từ nãy giờ gì mà bậy? Nãy giờ lấy Liên Võ bộ xanh 283 thiệt chưa bây? Ủa rồi lấy nãy giờ mà gì thế anh? Em mới lấy comment em mới đọc. Trời ơi là trời. Số 1 của Phạm Trang là bộ em đang cầm 140. Mờ hỡn chị đem coi em đang dùng mạng nào à. Do mạng á mấy chị ơi, có bị mờ gì mấy đứa? Do mạng mấy chị ơi, giờ em cũng biết sao nữa. Do mạng nha. Mã 1 lấy bộ xanh, lấy rồi chị Liên Võ, lấy rồi. Dio có một bộ mấy chị. Dio có một bộ thôi nha. Dio có một bộ. Lưu ý giùm em Dio có một bộ nha. Cái quần ống rộng không có tròn lại băng. Đây Dio một bộ. Vậy đâu chốt Dio có một bộ. Thôi chuẩn bị máy và lấy nè. Dio một bộ mấy chị ơi, một bộ Dio. Mẻ này đẹp nè. Mẻ này đẹp nè. Dio của Phạm Trân 140. Mẻ này bà Phạm Trân quất liền nè. Dễ thương không? Tăng 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 tăng.
Mã này chốt giùm em mã 02. Dễ thương. Mã 02. Chỉ một đêm duy nhất và chỉ một đêm duy nhất. Mã 02 này. Mã này dưới 85kg cũng vừa nha. Của chị Liên Võ là à, một bộ Dior xanh và một bộ Dior quần váy kia 220 phải không chị? Hai bộ, cái bộ gì mới để đây nè. Đâu rồi? Ba ịt luôn. Chốt giờ còn lên đồ nam còn chị, chờ em chốt chị Liên. Phạm Trân 02 nè. Phạm Trân 02 nè. Còn chị Phạm Trân 02. Hoa đỏ. Đúng rồi, bye bye. Liên Võ 202 nè. Hoa đỏ, hoa đỏ. Bé nào chưa chốt hoa đỏ chốt lên giùm em hoa đỏ. Hoa đỏ mấy chị ơi, hoa đỏ. Hoa đỏ 100 hoa đỏ 140. Hoa đỏ, hoa đỏ 140 dưới 85kg hoa đỏ. Hoa đỏ, hoa đỏ. Hoa đỏ đô. Rồi lên cho mấy chị cái hoa đỏ tươi. Mấy bộ này là dưới 85kg nha. Hoa đỏ tươi. Dễ thương không mấy chị? Hoa đỏ tươi. Chị nào chốt đỏ tươi chốt giùm em hoa đỏ tươi. Mã 2 của trái tim bên là này phải không? Mã 2 của trái tim bên là hoa đỏ của anh Nguyệt Mai 140. Anh Nguyệt Mai 140. Chốt giùm em cái đỏ tươi. Em lên cho mấy chị mã hồng, mã hồng 140, 140. Lên cho mấy chị mã hồng, mã hồng à, ai mượn ngầu nhái 140, 140, ngầu độc theo ai mượn. Mày thích buồn không? Qua tuần tôi cho mày ở nhà nè. Thôi mà. Bộ màu hồng, dễ thương không mấy chị? Dạ xong em lên lại áo nam chứ còn đồ chị. Bộ hồng, bộ hồng. Qua tuần ở nhà ở nhà với con bé Lùng. Thôi cho bác Tư đi, mày ở nhà đưa đón bé Lùng đi học. Con biết chạy xe đâu. Gì vậy? Nguy hiểm lắm. Ờ thứ hai là tao thấy chở ông nậu gì vậy đấy, biêu hè mà chích mẹ mày với tao. Hoa hồng, hoa hồng. Ở lộn, áo bộ hồng, bộ hồng. Hoa hồng khác nha. Em lên mấy chị bộ hoa xanh nè. Hình như có được hai bộ mấy chị. Nếu em đón không lầm là được hai bộ. Hoa xanh, hoa xanh. Em hỏi là đồ bộ có quần ống rộng không, vì ông nội nhà em mặc quần ống rộng. Em hỏi là đồ bộ cái quần ống có rộng không. Đồ à, đồ bộ quần quần rộng, quần ở nhà mặc quần cho rộng rãi thoải mái, ngồi cho chim nó mát chứ gớm vậy trời. Ông nội mày làm ghê quá, làm như con vợ đẹp lắm vậy á. Thiệt chứ. Bộ lá xanh mấy chị. Dễ thương ha. Bộ lá xanh 140, quỷ đó thiệt đó chứ. Tư tưởng sao mà kỳ cục à. Mày mặc bikini hai mảnh ông Phước ông cũng cho mặc nữa, tao nói thiệt. Mấy bộ này là size nhỏ nha. Thông báo với mấy bà chị là mấy bộ này size nhỏ. Còn cái chị nào muốn ưng size lớn, em lên size lớn nha mấy chị. Size lớn là từ 80 tới 100kg. Bà chị cho bà đặt 10 bộ. Đó, phần ra luôn. 1 2 3 4 10 bộ chưa biết là ai luôn. Quên mất mẹ ai đặt rồi. Lá xanh của chị Anh Nguyệt Mai 140. Mấy chị cho em 1 phút 30 giây nha. Anh ơi anh vô trong tin nhắn Facebook yên của chị hàng còn đắt rồi. Hổm giờ có gửi cái đầm nào đầm ngọc trai 300 cho chị hàng còn đó đâu, em quên hoài. Chưa. Chưa có hả? Chết mẹ. Anh đứng lên sau lưng anh cái chỗ tầng 2, tầng 3 nó có cái đầm ngọc trai 300 ngàn. Anh lấy size 3 thì thật hay cho em. Hai bộ size lớn của chị, em nhanh lựa cho chị. Thôi, phải. Đâu. Nè em lựa chị hai bộ dễ đó. Thương. Nguyên Phạm hai bộ 200 ngàn. Đầm ngọc trai nằm phía trong vách á. Cái đầm vôn mà có đính ngọc trai á. Kiếm hoa bay đi, còn chừng nào không có bay mới lấy hệt. Anh ghi chị hàng còn đó đi anh ơi. Ngọc Hà hình nền đen. Ngọc Hà hình nền đen.
Gì con? Đầm ngọc trai bằng vôn. Đó phải ngọc trai không? Nó thấy ngọc phải ngọc trai không? Chờ em chốt lấy một bộ trắng đen đi chị. Nghe dọ mấy bộ, nghe dọ hai bộ từ từ. Hai bộ hả? Em nói chị nghe là vải nào cũng dễ thương luôn, hoa đỏ đẹp không? Nghe vỏ hai bộ. Bộ xanh trên người size lớn chứ, Vân Phạ Thúy. Bộ xanh đây là size lớn ha. Vân Thúy bộ 140 nè. Vân Thúy bộ 140 bộ xanh nè. Bộ trắng đen. Nè em lấy tinh trần bộ này nè. Bộ này dễ thương nè. Màu cà phê sữa bi á. Tinh trần. Tinh trần một bộ nè. Lại lấy hai bộ size lớn mà bông nhỏ không chị? Để em kiếm bộ nào dễ thương cho con gái chị. Hai bộ này của chị Anh Nguyệt Mai dễ thương lắm chị. Hai bộ bông nhỏ nè. Anh Nguyệt Mai hai bộ 280. 1, 2, từ từ nha. 3 1, 2, 3 4 5 6 Rồi ghi cho hàng cần đáp 300 đây. 6 7 8 Coi thử có trùng không? 9 Có trùng chưa? Chưa trùng. Coi thử bộ này có trùng không? Chưa trùng, chưa là trùng. 10 bộ rồi, cột 10 bộ lại đi. Tôi mà cột 10 bộ lại. Cái gì vậy chứ thiệt? Bị chụp. Này ngôi quá ngôi. Không, nó tự bị chụp nè. Nó bị khớp, khớp nén. Mấy chị chờ em 10 giây. Rồi. Ngọc Hà. Rồi bỏ qua đây. Đưa cái lồng đi. Ôi thì nó biết ghi chữ đát không? Nè chứ thiệt. Dạ. Con vô cái nick này nè. Dạ. Con sọt ra. Cái hàng chữ đá này không có ghi rời gì đâu. Bởi tao mới hỏi á, tao ghi rời tao biết cái chữ chứ tao không biết chữ. Nè, bữa cái biêu Ngọc Hà này nè. Đã mất mẹ à. Nè, thấy chữ Ngọc Hà mà hình nền đen này không? Đấy. Rồi bây giờ vô sọt kiếm đi. Ngọc Hà gì vậy? Nó còn một chữ nữa nè, đây nè. Sọt kiếm trong Facebook ý yên nè, tao sai mày chưa bao giờ xong mà mày chạy hết trơn hết trội à. Đồ bộ này chị Tú Quỳnh nè. Em còn 3 bộ này trùng rồi ha. Em còn 3 bộ size lớn chị Tú Quỳnh lấy đi. Em nói chị Tú Quỳnh mà không có dễ gì mà có bộ này, bữa giờ em đâu có may mẫu này. Em không hề may mẫu này luôn á Tú Quỳnh. Em nói thiệt Tú Quỳnh còn 3 bộ Tú Quỳnh hốt đi. Size tới 100kg luôn á Tú Quỳnh. Vải dễ thương không? Vải hơi bị đẹp, đứa nào mới đi cái chít nữa à? Tao coi liệu hồn nha chí thiện, mày đang ngồi trước mấy quạt ha. Xong rồi mày bứng góc cho tao đi nha. Tú Quỳnh 3 bộ nè. Có bộ hoa đen nữa. Tao quýnh má nhận không ra luôn á. Mày đừng mày bớt nhây đi. Mày bớt chả lo rồi đây. Mày ngồi trước mấy quạt ngủ tao live tim đủ má. Tao ngã ngửa tao ngộ độc thức phẩm mày ăn cho hết cho thằng quỷ. Ngọc Hà mày giỡn mặt mày ngồi mày đi tiếp với tao. Mất nốt chu viên thiệt chứ. Ốp Ngọc Hà không thấy. Bởi vì tao mới kêu mày kéo lên từ từ kiếm. Bằng bè không? Thôi việc mẹ mày đưa tao làm cho chứ thiện. Tao nói mày mệt nữa. Bây giờ con đang kiếm mà. Tao nói với mày sao? Tao kiếm đã không có, tao sợ không có. Tao mới kêu mày kiếm từ từ vậy nè. À kiếm vô kéo Messenger lên. Hả? Tưởng như 30 phút con kiếm Facebook á. Facebook Messenger không phải hả? Rồi mày kéo từ từ lên đã. À, kiếm không có đâu. Ủy sao nó ly dữ vậy trời. Khách lấy rồi nghe vợ. Em còn được một bộ nè chị Kho Đăng. Chị Kho Đăng lấy mấy cái. Em còn đúng một bộ thôi. Trời ơi quỷ sao nó ly dữ vậy trời.
Ôi, cái nào hình hình đen mà từ Ngọc Hà đó. À, quên mẹ cái gì Ngọc Hà rồi. Hồ Ngọc Hà mệt ghê. Hồ Ngọc Hà. Xong chưa ta ông nội? Đang tìm, đang tìm. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị quần ring sale. Đấy, bước lên đây. Từ cầu thang này trở lên. Từ cầu thang này nè, từ bà bậc thứ 3, thứ 4 này nè trở lên. Coi thử có cục nào là quần ring đem hết xuống sale. Áo chị đang mặc 100 ngàn cái Nam Phương rồi kìa. Size 60 đến 85 kg. Trời ơi thiệt. Mà vải đẹp lắm chế Nam Phương, vải rất là đẹp chị. Có 150 là Nguyễn Hương nhà bè. Nếu mà Nguyễn Hương muốn thì mai em giao cho chị Hương nha. Nam Phương gì đó. Đưa đây. Mày cũng thông minh quá, giờ A y tờ rồi nữa. Giờ A tè. Mày ghi sao đâu tao coi. Mày học tiếng Anh mày ghi chữ đát vậy á hả? Mày ghi lại tiếng Anh chữ hàng cặn rồi chữ đát cho gì? Ghi đi. Cầm xuống kia ghi đừng có nhìn mặt. Mà mày ngồi im đó. Chữ đát là hạng đát là mày còn không biết ghi tiếng Anh là mày đi học đại học hả? À đi đát. Cái này là cái này nè là khó sai của chị Kho Đăng. Mày bớt bớt nhoi, mày ngồi im ra bớt nhoi, mày đừng có đánh mắt mày con ơi. Còn mày đi không được là mai mày khỏi đi học cũng được. Đừng có chọc khung tao. Còn mày im luôn ơi. Vậy mà đi lên được được phải post đi lên được lớp hay thiệt á. Cái áo này nằm ở đâu mà nó nhỏi xuống à? Áo này bữa ổng xin xong rồi cái ổng quăng, ổng vứt lên đó rồi giờ nó lôi xuống lại. Tôi cái đó gì nữa? Tôi quýnh vô mỏ ông liền, bữa đó có đúng một cái áo lính này tôi để cho ông nè. Ông mặc xong ông này ông nọ. Mấy ông bớt giỡn với tôi đi nha. Lấy cái gì đâu, lấy rồi Nam Phương, bỏ cho Nam Phương chưa? Còn mày nhìn qua đây. Mày bỏ cái áo sọc cho Nam Phương 100 ngàn chưa? Lấy một cái nữa. Sợ luôn. Học tiếng Anh thì ghi cái bill tới giờ ghi không được. Kho đăng cái áo sọc 100 ngàn. Bây giờ em lên quần ống, quần dài ống bát cho mấy chị nè. Em nói mấy chị là quần này là 270. Hôm nay em xe cho mấy chị 100 ngàn. Đây mấy chị. Mấy chị lưu ý giùm em đây là quần dài ống bóp nha. Ống ôm vô xề ra. Mày lấy hết quần xuống cho tí. Quần này là size khoảng cỡ 70kg nè. 2x hả chị? Chờ em chút chị Kim chút lên em lên lại cho. Chốt giùm em quần này size 33 nè. 33 khoảng cỡ 70kg. Quần này em còn size 35 nè. Xe mấy chị 200. Quần này size 35 nè. 35. Ống bát 35, dài ống bát không rách 35. 35 khoảng cỡ, con 35 này form nó hơi nhỏ hơn xíu khoảng cỡ 80kg. Dạ không chị. Em có một con quần 9 tấc này đẹp không mấy chị? Rồi. Con này mà chị nè, chốt là chị đó trúng mánh luôn á. Con này đẹp quá trời mấy chị ơi. Con này nè. Con này đẹp quá trời, là con này size 32 nè. Chốt giùm em 9 tấc 32. Để em coi thử có size bự không nha chị. Chị nghe đông ngồi chờ một chút. Này là cái gì ạ? Áo rin nè. Quần 35 của chị Kim Hương Đinh nè. Kim Hương Đinh 200. Có chị Vi Phạm, có. Ê chụm má, chụm mẹ con này ở đâu vậy? Nè 9 tấc 32 có 2 cái nè. Anh Nguyệt Mai 200 ngàn của anh Nguyệt Mai. Hạnh Kim 32, 200 ngàn Hạnh Kim. Huỳnh Kim.
200.000 hình kim. Đọc cái đàng hoàng nha. Quýnh giùm cái em. Đọc tư ta còn ghi nữa. Quýnh giùm cái chứ giờ cũng ớn sống rồi. 9 tóc 33 hả cha? 9 tóc 33 chưa có chị Kim Tức là 9 tóc 73kg không vừa chị Nhi. Nếu mà size chị Nhi là phải còn cỡ size 33. 83kg là mặc quần rin size 35, 36 gì đó. Con này mà chị nào mà size 34 nhưng mà form này hơi rộng, cho nên chị nào size 35 vẫn mặc được cái này. Ông bá chị chưa không vừa. Để em chút em kiếm chị Nga Lâm chờ em chút nha. Con này size 34 nhưng mà khoảng cỡ 80kg vừa nè. Đẹp không mấy chị? À, con 9 tóc này đẹp mà form hơi bị chuẩn luôn. Con này 207 sale 200. Chờ em chút em coi thử có size chị em cho anh chị liên võ. Con này là chị nào mà 80kg cũng vừa nè. Con 9 tóc á. Mày giỏi không? Mày giỏi tiếng Anh không? Tôi cho mày đi học lại trường dạy nghề giờ. Em có hai con 9 tóc. Size 34 này tương đương 34, 35 á. Có size 33 9 tóc vậy không? Tại vì giờ còn cái gì cái em vứt hết cái đó đó chị Kim Đức lên. Ha? Không, kiếm lại đi. 10 bộ đồ của bà đó. Có chưa? Size 34 của chị Nguyễn Dung nè. 200 qua thử Nguyễn Dung nè. Mày kéo lên từ từ đây, mày tích cho thử. Còn đổi hình nền thì mày kéo theo kiếm theo chữ đi. Kéo lên kiếm theo chữ. Bộ này là đặt ngay từ ngày nào nè. Đưa lại đây, đưa lại mở cổ khang bỏ hồi bữa nốt lại chỗ đó có thử là đặt từ ngày mấy. Con thấy cái hình này chưa? Rồi, thấy hình bộ này rồi, bây giờ con gọi qua đây. Con coi chỗ cô, chỗ qua bữa nói chuyện với cô Tre nè. Con coi thử cái bên này nè. Chỗ nào mà lúc nào mà nói chuyện có cái tin nhắn mà có cái hình bộ đồ ở nhà này đó. Là kêu may á, người dân chốt 34 có rồi. Kiếm 35 ông má chị ơi, hồi nãy em có hai quần sợ 150. Sao tính có 100 hỏi tôi có hai quần sợ 150 sao? Bây giờ là bill chị Hiếu đi rồi. Cho nên là về ngồi đó chị Hiếu kiểm tra đi, nếu mà sai sót gì chị Hiếu cứ báo em xử lý bill chị Hiếu. Ha, nếu lỗi của bên em là em sẽ chịu ship cho chị nha. Lựa em quần 9 tấc không rách size 35 đi. Châu Hồng, cái con 34 này là 35 đó Châu Hồng. Con này phải 80kg vừa nè Châu Hồng, đẹp không? Con này 9 tấc không rách, nó là cào thôi, nó không rách nè Châu Hồng. Con này bà không lấy lấy con nào nữa bà nội. Nhà chú với Châu Hồng 200 đi. Rồi chị nào hỏi quần rin, áo rin sale đâu? Cái này là rin không tí. Tiếp tục quý vị ơi, em có một con này ống bóp size 32 nè. Chị đâu chốt ống bóp size 32, chốt giùm em bóp size 32. Bóp 32 nha. Bóp 32. Rồi lên cho mấy chị một con quần rin hình như lưng thun. Không có rách chị, cái đó là cào thôi, cào. Cào cái lớp ngoài thôi, không có rách chị Châu Hồng. Chị bé Châu Hồng ơi, không có rách chị bé Châu Hồng ơi. Tìm được hình này không? Có không? Đấy là tìm được hình ốc kẹp mua trong Zalo á. Rồi con kiếm Facebook của con đó, con lại Facebook. Con kiếm ngày 19 tháng 10 nè, thấy không? 19 tháng 10 lúc Úc rồi. Ở lộn 22 tháng 11 nè. 22 tháng 11 nha. Áo rin nhìn Nam Phương chờ em chút. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị con mã rin dài đẹp không? Mã rin dài. Rồi xe cho mấy chị 200 mã rin dài. Hết rồi nội gấu. Hồi nãy có con 34 là nội gấu vừa đó. Đây mấy chị. Con này là rin dài. Đẹp không mấy chị? Rồi sale 200. Con này em có size 32 nè. Có size 35 nè. Có size 34 nè. Có size 33, 32, 33, 34, 35. Chốt giùm em con sọc đen. Sọc đen em có 32, 33, 34, 35. Chị nào chốt sọc đen, chốt giùm em sọc đen. 32, 33, 34 và 35. Chín mươi ký là mặt 36 đó chị Phạm Thanh Liêm, hoặc là 38 39. Nếu mà nó nằm cái form từ 38 tới 42 á, à, rin dài 34 của chị Hồng Nhung.
Còn Biêu ngoài đó không? Hồng Nhung 34 có mùa này đẹp. Hồng Nhung ơi, 200. Hôm qua là như là bưu điện có điện cho chị là Biêu đang giữ cho chị Hồng Nhung nha. Hồng Nhung qua bưu điện có gọi cho chị là giữ, đang giữ Biêu của Hồng Nhung á. Chị Tho Lê lấy gì vậy chị Tho Lê? 32, 33 và 35 quần dài này. Lần trước do số điện thoại của mình anh. Lần trước do mình ghi sai số điện thoại. Lần nào bưu điện cũng điện cho anh hết. Chị Nhung có ra bưu điện lấy hàng giùm em nha. 333 của Trần Hải Băng nè, 200. Bạn Út không? Đúng rồi. Chưa biết mã quần này luôn. Ba ba không bị chật đâu gái. Mà hết ba ba luôn rồi. Còn 32 với 35 à. Cái quần này chị Huỳnh Ngọc vừa nè. Chị Tho Lê lấy eo 90 là còn có size 33 nhưng mà khách lấy rồi chị. Con này đẹp lắm chị Huỳnh Ngọc. Con này có size 32 của chị Huỳnh Ngọc nè. Con này có size 32 của chị Ngọc. Rồi lên tiếp cho mấy chị con này nè. Ghi xong cái bill của chị Hàng còn đáp chưa? Hả? Từ trợ giúp của mấy người? Chứ không phải cầm điện thoại sập ra hả? Mà đổi tên thì mày học là... hành kiểu đó mình học... mà lặt loại giỏi. Tao không biết cái trường sao nữa. Tên bả dài quá, mỗi cách mỗi Ngọc Hà mà cũng là Nguyễn Thị Ngọc Hà. Ở Hồng Ngọc Hà đúng không? Nói chị ơi, mai gửi 10 bộ đồ bộ vô địa chỉ nào? Dạ ok, Huỳnh Ngọc size 32. 200 ngàn của Huỳnh Ngọc. Đây mấy chị ơi, đây. Đây đây, coi quần chín tóc mà đẹp không? Hơi bị xinh luôn. Mấy chị ơi, hơi bị xinh luôn. Rồi sale 200 chốt giùm em quần chín tóc size R. Ủa, ông này sao nghe nói chị nào giao hàng ta? Chị Ngọc ơi, mai giao hàng cho Ngọc nha. Quần ống bóp đâu phải chín tóc. Nè chốt quần này cho bà ấy nha. Đi tên ở đây nha. Lấy cái bịch bóng. Ghi là Facebook ý yên, ghi hết cái tên ra, địa chỉ đâu, số điện thoại đâu. Nó trả lời chưa? Cái bịch bóng. Chưa. Cái này 35 nè. 36 nè. 36 nè. 36 là 90 kg mấy chị, 32 nè. Và một cái nữa. Kêu một tí, rút một tí xuống dưới lấy bịch bóng đưa hướng ra chỉ thiện. Ngồi qua cái tay cái đó không cũng đợi tao sai cũng phải đợi tao gãi à. Làm như đánh đâu sai đó, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không thấy tin nhắn em Châu Hồng. Rồi quần này nha mấy chị, chín tóc không có size 33, còn size 32 nè. Chị Kim Tuyết Lê, nếu mà 72kg là chị mặc cái con này vừa nha. Con này form lớn. Con này form lớn là chị Kim Tuyết Lê. Chị 72kg mặc con này vừa là Kim Tuyết Lê 200. Con này form lớn chị 32 nè. 36 còn nha. 36 của Hòn Dung Lê nè. Hòn Dung Lê 36, 200 ngàn của Hòn Dung Lê. 200 của Hòn Dung Lê. Ông bó hết rồi. Quần này không có sai chị. Quần này nếu mà chị Liên Võ mặc sẽ bị đứt chỉ. Nít thì vừa đó, tại vì quần có co giãn á chị. Nhưng mà vô là sẽ bị kiểu như mà chị thở không được á. Chị không mặc được. Đại khái là không mặc được và thở không được. Xả cái quần Châu Hồng, bởi vì em nói mấy chị là tự lựa đi, em đừng để, đừng có kêu em lựa nữa. Nội gấu chín tóc 70kg. Xả cái gì kìa nè, nội gấu nè, 200 của nội gấu. Ghi đọc kéo lên coi địa chỉ số điện thoại luôn nha. Nội gấu. Đưa cái bút lông đi, Út ghi giá hết 10 bộ đồ cho. Đưa cái bao này nè. Ghi giấy rồi. Ghi giấy chi? Ghi giấy chi? Ghi cái tên này nè. Có đọc gì lên hết nha. Ghi cái tên vô. Tên với số điện thoại với cái địa chỉ vô luôn. Kéo chọt cái ngón tay vô chưa? Dạ rồi, mà vẫn chưa trả lời. Chọt ngón tay vô thôi, khỏi còn trả lời. Rồi cái quần này size 35. Quần này là rất cào, có chữ size 35 nè. Size 80kg á mấy chị, 80-82, nói chung là dưới 83-84 là đã mặc được cái con 35 này rồi. Mà có một con duy nhất thôi nha. Chốt giùm em là rách chữ 35, đưa đây lại. Đó, đúng rồi. Rách chữ 35.
Hình như có cái, thêm cái lỗ 33. Nè, em có cái lỗ 33 này em chốt cho chị Tuyết Tuyết gì luôn nha. Cái lỗ 33 này em chốt cho chị Kim Tuyết Lê luôn, ok không? Rồi Kim Tuyết Lê 200 nè. Đang chuẩn bị lên nè gái. Chuẩn bị lên cái hơn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái mã quần ống bóp giá trời có sai cho chị nghe đông. Giá trời. Giá Phật. Giá địa lung lung. Chốt giùm em áo chốt giùm em là quần rin ống bóp quần rin bạc ống bóp size 32. Size 32 rin bạc ống bóp là 32. 33. 35. Dạ 36 hết size lớn luôn mấy chị. Con này cũng hết size lớn, con này là bữa có size 100kg nè. Quần rin từ đá trên lầu hết chưa vậy chị tí? Xong cái này em lên lại đồ nam nè mấy chị. Tao quýnh mày chạy không kịp liền á. Chắc lên nó của tao. Không, em chỉ còn đúng một mẻ sọt khoảng cỡ size 76-77kg thôi. Đưa bi, còn đúng cái mẻ sọt một cái. Em còn đúng con cái sọt này à chị. Một cái thôi ha. Còn đúng một cái. Không có sao chị. Em nhớ bữa em còn, bởi có một đợt chị nghe đông hỏi á, là em nói em còn, xong rồi em để trên kia em không nhớ luôn. Rồi cột cái rin bạc ra đây. Cái mùi gì mà nó giống như mùi thuốc lá mà nó vô tới đây luôn trời. Rin rách chữ 73kg rộng như. Nó size 35 là phải 82-83kg á. Sọt trăm, sale còn 150. Nhung hình quần 3, quần 35R. Em coi thử con nha chứ. 36R nè. 35R. 35R hả chị Nhung Huỳnh? À, hết rồi chị Nhung ơi, còn 36R. Hết 35R chị Nhung ơi. Hết 35R còn 36R. À, con quần này dưới 77kg nè, còn con bán với chị 150 nghe. Rồi tí ơi, dạy cột hết rin đem lên bỏ bọc cầu thang đây, cầm lên chỗ đây dồn mình lắm. Rồi nó ghi mẹ hết cái địa chỉ lên luôn kìa, cứ giống như mấy bữa ghi ở trước á, hai số điện thoại đuôi sau với lại cái tên tỉnh lấy sọt của Hòn Dung Lê bây giờ 150. Cô nói làm cái gì mà thiệt đừng chủ gì nữa chứ. Đừng nói gì nữa cái thằng này nữa này. Chưa cao nè. Cái rin này là 200 280. Ngày hôm nay và trong cái live stream này em sale cho mấy chị 199 nha. Thôi 190 đi. Nhưng mà size dưới 70kg nha. Lấy 35 rách của Nhung Huỳnh coi thử cái nào 35 rách. Cứ quen tua mà mấy chị chốt lâu cái dồn hết rồi cái. Không biết cái rin bạc ở đâu đây nè. Có một con rin rách này đâu. Không. Rin rách là màu xanh xanh. Mở cái nó ra coi nè. Bỏ hàng vô rồi là không có biết kiếm ở đâu luôn mấy chị. Rồi chốt cái Nhung Huỳnh con này nha. Chốt Nhung Huỳnh con này ha. Rồi Nhung Huỳnh là 200. Bây giờ em sẽ lên khóc riêng cho mấy chị. Nói chung là sale 190 đi. Sale 190. Con này dưới 70kg và một con nữa dưới 85kg. Em có hai màu xanh đậm và xanh lợt. Xanh đậm và xanh lợt mấy chị. Con này chị Nam Phương vừa nè. Con bay là chị Nam Phương vừa nè. Mở ra. Không chị, 36 chị kho đang 100kg sao vừa được. Chị Liên Võ mà 96kg mà em còn chưa dám đưa hàng nữa. Sao em đưa cho chị được. Về mấy chị mặc không vừa làm gì giờ. Về bỏ rồi đó. Mấy chị em nói ráng đi, ráng mấy ngày cho em mấy ngày đi. Ráng cho em mấy ngày đi mấy chị. Em nói mấy chị nha, áo khoác rin mà vải co giãn ha. Mê lắm. Châu Hồng nè. Châu Hồng coi kiếm bay cho giờ bay sang hiếm lắm nha. Nè bay của Châu Hồng nè. Châu Hồng bay.
Có xanh bạc nữa, châu hồng. Châu hồng có lấy xanh bạc không? 109. Em có xanh bạc nữa nha. Chế là chốt xanh bạc thì báo em. À, chút là có thông nam. Nguyễn Thị Thanh Thúy nè. Nguyễn Thị Thanh Thúy 109. Cái này chị bỏ Gia Phúc đừng mặc. Em 88kg em mặc còn được nha. Mà chị nào mình dày dày là 88kg mặc không vô vô đâu nha. Cho nên em mới trừ heo cho mấy chị. Em 88kg em mặc này mấy chị. Nè mấy chị coi giùm em, con 88kg mặc áo này. Vải co giãn nè mấy chị thấy không? Đó. Em là 88kg này nha. Cháu Hồng lấy thêm cái này đi, còn có một cái nè. Còn có cái size lớn luôn á. Lớn chừng này quá. Dây nhiều mà đi dây xong mà đi thắt vô cổ nhiều, đi thắt vô cổ được có gì hả? Sống anh nè. Sống anh 109 nè. Rinh bạc đẹp lắm. Diễm Phúc Dương nè. Diễm Phúc Dương 109. Con rinh bạc đẹp lắm nha mấy chị. Con rinh bạc mặt rất là bụi luôn. Đây, rinh bạc. Lâu lâu có mẫu khúc riêng thôi. Lấy cái màu bạc của Nam Phương nè. Nam Phương màu bạc nè. 109. Mà ấy riêng lại đi con. Châu Hồng còn con bạc của Châu Hồng. Hết bạc rồi nha. Thông báo hết bạc. Bạc của Châu Hồng 109. Ngon rồi đây. Trần Hưởng. Là sao chị? Sao ngon chị? Đâu ăn uống gì đâu ngon. Hot Rin của Kim Hải nè. Kim Hải 109. Rin bạc này size, lấy size hay là chị Văn Nguyễn thành phố mặc được. Lấy cái này là chị Văn Nguyễn thành phố là chị mặc được nè. Bao được cho chị luôn. Nè ghi Văn Nguyễn thành phố 109. Em cũng muốn bán cho đủ mọi người. Đúng rồi. Xanh đậm á, Diễm Phúc Dương. Còn mấy con rinh nè. Rồi chồng mấy cái rinh này lên trên đó. Đúng rồi, đúng rồi gái. Đúng rồi gái ơi. Kim Tiến khó dưới 70kg đây kia. Rồi Kim Tiến là xin địa chỉ số điện thoại. Hình như chị Kim Tiến này bữa có mua hàng bên em rồi. Có. Có mua. 100.000. Gì má bi. Con này dưới 90kg là con này báo cho mấy chị giá 100.000. Chốt giùm em phật vàng 100.000. Chị nào chốt phật vàng 100.000, chốt giùm em phật vàng 100.000 nha. 100.000 phật vàng. 100.000 phật vàng. Trời ơi, chồng hết cái hàng luôn, còn mới lên đó. Phật vàng 100.000 mấy chị. Nhiều tiếng để chị gì. À có size dưới 70 và dưới 85kg. Mà không biết đủ, hình như còn cái size dưới 70 rồi My ơi. Rồi kéo lại hai bao hàng nam lại đây. Cái này cột ở nhà dưới là ghi giấy dán lên chứ đẹp. Bộ trăm, bộ nhà 140. Bộ nhà 140 hả? Ừ, bộ nhà 140. Để chút lại lại lần nữa rồi. Áo khoác. Ủa cháu không gì đây? Hả quần nói, mở đi. Rồi lên đồ nam cho mấy chị lại nè. Rồi lên đồ nam cho mấy chị lại. Riêng cái áo màu bò này nè mấy chị, là em chỉ còn đúng một cái màu, là một cái size là size L. Riêng cái màu bò này em còn đúng một size là size L thôi. À, rồi hôm nay bán đồng giá 160 hết đi mấy chị. Còn đúng một cái size L thôi. Chốt giùm em áo bò nam. Rất là đàng hoàng nè, con ngồi xuống dưới đi. Ngồi trước máy quạt nha. Mày liệu đâu? Hồn mày á nha. Không biết gì đâu. Tao nói rầu á. Đừng có đợi tao xách chậu tre tao được nha. Tao nhắc nhẹ nhẹ thôi. Bò của chị Võ Phúc. Bò.
160. Đầu lao ghế trời. Mai Huỳnh bò đẹp đó hai. Áo này em còn chị mà vải đẹp lắm. À cái này không phải là áo, em có cái ba lỗ, em đang livestream em mặc cái ba lỗ giống y chang vậy, chị lấy không? Đưa cái áo sọc qua. Nam 1m72 mà 70kg hả chị? Chị chọn size L đi chị xong anh. Nè lấy cái này cho Hiếu Cà Mau. Đồ của chị mua thêm hãy gửi luôn. Chị nội gấu chị nhắn vô Finbay nó bậy rồi, để bill là chị mua thêm 2-3 ngày á. À, chị Nam Phương muốn gì nhắn tin vô Finbay á. Rồi con này chốt giùm em xanh xanh đen nè. Con này hồi bữa ai đặt nè. Con xanh đen. Con xanh đen hồi bữa con của chị Tuyền à. Anh ơi nhắn tin cho chị nghe Trần đi anh. Hỏi chị ơi, sao bữa nay chị không ghé em? Ủa chị Tuyền, lấy cái size này là lấy size L cho gì con? Size L đúng không? Size L. Size thùng. Nè. Có rồi nè, khỏi. Có còn XL không? Để XL. Xanh đen XL, coi thử xanh đen có XL không? Đưa cho chị Võ Phúc nè. Hỏi hai thì nhắn tin á. Ủa chứ hỏi chứ nhắn tin á. Bảo ta nghe nó hỏi đi. Này nè, đang kiếm hàng đây nè. Mở ra Út coi. Xem mở một cái này, xem mở. Chút nữa xếp lại đi Chí Thiện ơi. Rồi ạ. À, gì mà dày cứ tụi ba cứ like xong cứ để dày. Nó có xếp lại, nó có xếp nữa. Ổ đen. Ổ đen như hết rồi không? Có gì đó. Quần nam là khoảng cỡ mấy cái. À lộn, quần nam khoảng cỡ mấy lô, xanh đen á, XL hết rồi mấy chị. Rồi chốt cái này size L cho chị Phương Tuyền, Facebook Ý Yên. Phương Tuyền Facebook Ý Yên 160. Con ra nè. Hai ba cái này là một mã nè. Còn thằng kia đi xuống đây. Đúng rồi đó kia. Xếp mấy cái này mà xếp đẹp như nè tí à. Xếp mấy cái áo là đẹp giống vậy nè. Đừng có cuộn lại nữa đây nè tí. Là một cục rồi lấy cọng dây nhựa cột lại nó là một cục hà. Con ngầu yếu yếu cái bụng ơi. Hàng ngày tụi ta tập trung nguyên quán cà phê rầm rộ luôn á Thư. Chưa, xanh đen 75kg hết size hay rồi chị. Mấy chị từ từ đặt chờ em chút nha. Con này là xanh trắng nè. Con này xanh trắng, con này có size L nè mấy chị. Con này có size L. Xanh trắng. Con này có size L. Xanh trắng có size L. Có size M. Con xanh trắng này giờ em còn 3 size. M, L và XL. Mấy cái nữa không? Cái gì vậy? XL lớn nhất con xanh trắng với chị. Rồi chị nào chốt xanh trắng chốt giùm em xanh trắng nha. Sẵn em ra em chọn luôn. Chúng tôi ship đẹp đẹp giống như mấy cái này nè con. Xanh trắng XL Võ Phúc 160 của Võ Phúc. Cái gì? Xem M. Rồi xếp lại đây đẹp đẹp giống như này đi. Không có bì thì kêu ấy chắc đổ. Bỏ cái này nhà dưới đi Chí Thiện ơi nè.
Bịt nè con, rất là đẹp đẹp. Rồi hàng này hàng gì ạ? Đó, phần áo thun. Rồi lên tiếp áo thun con cò mấy chị. Xanh, xanh trắng không có size em mua. Xanh, xanh trắng XL từ từ nha. Xanh Ngọc Hảo nè, xanh trắng size L của Ngọc Hảo. Cái hàng này phải từ từ nha mấy chị, thiệt luôn á. Muốn bán mấy cái đồ này cho mấy chị mua ta gì. Rồi sếp ơi, sếp ra đẹp đấy. Rồi Ngọc Hảo L xin địa chỉ số điện thoại. Trần Hiệp là XL nè, nè luôn Trần Hiệp nè con. Để con kêu trà sữa không vậy luôn, con kêu bánh tráng không hả? Đinh Thị Thiêu xanh trắng size L. Anh nhớ hết L ấy. Hết L chế ơi, còn ít L nhỉnh nhỉnh chút được không chị? Đây sao vậy con? Tên mở. Rồi bé Phương Tuyền nè. Bé Phương Tuyền cái nữa là hai cái nè. Nè chị Phương Tuyền lấy cái áo nè, chút nữa chị lấy cái áo nè, xúc cực kìa vải đẹp lắm. Nè áo này áo con cò. Đẹp không mấy chị? Áo này em nói mặc vô nam tính cực kỳ luôn, em nói thiệt luôn á. Áo này mấy chị mặc vô xinh lắm. Ủa lộn, chồng mấy chị mặc vô men lắm. Chốt giùm em áo con cò. Áo con cò em có size XL nè. Size này cái form nó hơi nhỏ hơn tí. Nè chị Tuyền lấy áo con cò cho con trai chị nè. Áo con cò XL. XL có hai cái. Áo thun nữ có cổ chưa có chị. Chú giùm em con cò mấy chị ơi. Võ Phúc nè. Võ Phúc 106. Có mấy cái à? Không có nhiều mấy chị. Em nói mấy chị là hàng này em hàng hút kho mà. Hàng này hàng hút kho mấy chị. Con cò size L cũng có, con cò XL của chị Trần Hiệp nè. Cái cò, cái vặt, cái nông. Rồi Trần Hiệp nè, 106 của Trần Hiệp. Ba con chậm lại lạch lắm quanh nhau. Oh yeah. À, bỏ mấy cái đồ sau này coi nha, con có đồ hồi nãy mà tí còn ship nhá. Đồ lúc đầu mà tí à? Nãy còn có ship không? Đưa ra cái bao đồ lúc đầu ạ. Áo cò size, bây giờ áo cò chỉ còn size L thôi. Ha. Cò hết 80kg của Kim Hải rồi. Áo cò size L của ai nè. Áo cò của, áo cò size L của Song Anh nè. Áo cò còn một cái size. Size L của Châu Hồng một cái nha Châu Hồng nè con. Xếp lại cho Châu Hồng 160. Có nghĩa là bữa trước chị Tuyền đặt một cái. Rồi nãy chị Tuyền đặt thêm một cái là chị Tuyền đặt tổng cộng là hai cái. Em mua đồ em thấy ngày nào chị Phúc cũng cọc đất hết trơn á thiệt. Em mê quá trời luôn, thiệt. Em cực kỳ mê luôn. Mê lắm. Giờ em xả cho mấy chị một mã két nè. Ok không? Em xả mã két này cho mấy chị 120 ngàn ở đây. Được cái mã két bị mắc không lông đây. Này đúng không? Em xả cái mã này cho mấy chị nè. L nhiêu ký hả chứ? L khoảng cỡ 6 mấy chị, chồng chị nào mà cao thì khoảng cỡ dưới 6-8 ký cũng được. Không biết L gì trong không? Đây mấy chị, em xả cái mã này nó bị mắc phong lông cho mấy chị 120 ngàn mà vải đẹp lắm nha. Hơi bị đẹp luôn mà vải này hơi bị mát. Đây. Hồi bữa chị chốt em là một cái đen, một cái đen xanh. Giờ chị chốt là một cái trắng xanh đó chị Phương Tuyền. Xả mã này cho mấy chị, mã Adidas xanh rêu kèm số ký. Xả 120 đi. Chốt giùm em 120 kèm số ký. Hoặc là chốt giùm em rêu kèm số ký nha quý vị. Rêu kèm số ký. Chị ơi nghe nè Châu Hồng ơi. Nghe gái không?
Tóm lại là có lấy hay không hoặc sẽ thì báo đi Hồng ơi. XL của Song Anh nè. Song Anh 120. Rồi chị nào chốt. 2x cái này có 2x nè, BB 2x nè. 120 của BB. Cái này có 2x nha mấy chị. Mã rêu có 2x. Chị nào chốt mã rêu chốt là đưa cái bao áo hồi nãy con xếp lại cho gì vậy con? Dạ dạ. Bao áo mới về hồi nãy phải không? 1m7285kg mã két. Áo két em lấy LXL để hai mẹ con. Cái áo này sao mà Châu Hồng mặc được mà cứ hai mẹ con mặc chung đi he. Văn Nguyễn thành phố nè. Bà nội và bất nhiêu cái vải hồi nãy con cò thì mặc được. Con vải đi vải thể thao mà sao bà mặc được mà mặc chung biết nữa. Tùy mẫu với bà nội ơi. Cậu em nè, cái này của Văn Nguyễn thành phố 120 là đâu có. Ôi xả cái gì cho Phương Tuyền à. Phương Tuyền cứ xả cái gì thì báo xả đi. Cái này không có, trời ơi. Gửi của nội gấu chung với chị nhé. Vậy em bỏ cái của Trần Hiệp bỏ vô bill nội gấu. Gửi bill nhà trời nội gấu nha. Xếp bill Trần Hiệp bỏ. Em đâu nói đó, em đâu nói là Trần Hiệp mấy cái. Em nói chị Phương Tuyền à. Em nói lấy bill của Trần Hiệp bỏ chung với nội gấu để gửi địa chỉ nội gấu. Rồi giờ anh lấy Phương Tuyền, coi thử chị Phương Tuyền kêu xả gì xả cho chị. Không, vậy xả cái áo. Xả cái áo con cò của Châu Hồng luôn kìa. Sao tôi khổ dữ vậy trời. Xanh rêu 85kg hết rồi mấy chị. Trời ơi tôi rầu thiệt chứ. Hết sai rồi nha. Em chị gửi đôi giày, dạ chừng nào chị em nhận được thì chị cứ chừng nào đợi chắc con cỡ 5-7 bữa nó hàng về tới nơi. Là bữa nay em kêu like giày chị nhảy vô giùm em nha. Hai ịt hết rồi nha. Hai ịt hết rồi. Huỳnh Thanh Thuy nè. Huỳnh Thanh Thuy nha chứ không phải Huỳnh Thanh Thúy nha. Có giày bánh bê. Rồi mấy chị 120 mã rêu. Rồi em còn một con cò size L. Rồi cột này lại nè. Đó là cái gì đó? Áo rêu. Rồi Adidas, đây là Adidas. Đây là giải order. Adidas 150 nè mấy chị, đẹp không? Adidas 150 đẹp không? Vải mê luôn. Rồi Adidas cục nào? Adidas cục này. Còn này order. Size L nè. Adidas size M nè. Adidas size gì không biết nè. Đó, đầy đủ size luôn. Ba cái đúng rồi, này ba cái đúng rồi. Rớt. Size XL nè. Size M nè. Adidas đen XL nè. XL. Adidas đen 150. Chờ chờ em coi thử chị. Coi thử con hay trong em để cho. Tại em sợ chị không có ơn cái mẫu em đưa lên á. Rêu 65kg. Rêu lấy ra rêu size L. Tóm lại Phương Tiền xả cái gì? Phương Tuyền xả cái gì nói xả cái chị Tuyền ơi. Vậy biết bữa giờ em gửi cho chị cho rồi nè. À, của chị Tâm Thiện á. Xả màu gì chị? Xả đen xanh hay là xả trắng xanh? Báo giùm em cái. Adidas. Có chị nào chốt rồi nè, cột đây. Mẹ bò đâu rồi, cột chung. Huỳnh Thanh Thúy khác, còn Huỳnh Thanh Thúy khác nha. Đen không có hay chị. Đen kiếm hay mà không có. Thùng đạn cột chung một cái luôn nha. Nè 2x nè. Gì? Mấy thùng đạn cột chung luôn nha. Mấy cái thùng mà cột chung á. Rồi con này của Kim Tuyết Lê 2x có con nè. 150. Kim Tuyết Lê 150. Trắng con này ốc lai. Rêu là chào chồng chị trà chanh nhiêu ký? Nên thành dây tính. Rêu chồng chị trà chanh nhiêu ký? Em có con mã 3 màu nè mấy chị. Mã 3 màu. Mã 3 màu này size M nè. Để rồi chị. Size M mã 3 màu. Hai cái M. Mã 3 màu chỉ có size M thôi nha. Quên mất đang like vậy mà má cũng. Ồ, không phải, sốt ruột quất liền. Cái gì rồi? Cái gì mà mấy chị nè? Có dùng đơn AS nha. Em chỉ dùng đơn chị Trần Hiệp qua cho nội gấu để ngày mai em đi đủ bill thôi. Không, chị Quỳnh Kim với Quỳnh Thanh Thi là chung nào giờ? À vậy hả? Tại tự nhiên cái nói
Tự nhiên ngồi nói phong long lên cái dồn biêu ai biết bà nội. Chúng quỷ ghê à. Thứ quỷ gì á trời. Cái ba màu chỉ có size M thôi quý vị ơi. Đắng lắm. Đây nè chị Trà Chanh. Năm nay ai nhớ cho thấy bà Trà Chanh, bà lái xe hơi bà đi giao hàng à mầm à trời. Rồi lên mã này. Mã trắng. Tôi nói thiệt, tôi đụng tới cái áo trắng là quỷ chồng tôi giấu mặt cái rồi đó. Có size chị Ngọc Hảo. Size M hay L chồng Hảo đều vừa hết trơn. Mã trắng chữ nè. Mã trắng ABC nè. Rồi chị nào chốt mã trắng ABC chốt giùm em. Mã trắng ABC bây giờ chỉ còn size M. Size M bà mới dúng quỷ người ta ghi rõ vậy mà la làng gì. Ủa ghi gì rõ ràng chị. Em thấy chị Huỳnh Kim chỉ ghi đúng một dòng là dồn đơn chung với em nha chị Ngân. Mà chị nghĩ nói gì rõ ràng. Trong khi đó chị Trần Hiệp với lại chị Nội Gấu thì đang dồn biêu chung. Mà trong khi đó chị Huỳnh Kim chỉ chốt lên đúng một câu là dồn đơn chung với em nha. Thì chị nghĩ dồn với ai? Mà tự nhiên chị kêu em dúng quỷ. Gì? Nguyễn Thư. Ủa tôi đọc sao ra chị hóc môn không biết nữa. Xin lỗi. Mà không bán nghỉ mua luôn trời chị dúng quỷ. Chị dúng quỷ ghê, chị Thúy Phan thiệt, ép em đi chết liền á. Ráng chờ tôi kiếm size hay cho. Trắng ABC đẹp lắm em ở nhà. Mấy chị ráng cho em 3-4 ngày thì em đi lùng đồ cho mấy chị cho. Em nói mấy chị hàng đợt này hiếm lắm luôn. Toàn là hàng tàu lao biết đâu không mà trắng ABC này đẹp lắm. Ai mặc cũng đẹp. Tôi ghi trò. Tôi ghi mình đọc thành gì Ngân Nguyễn hóc môn má thì cũng cái đầu óc dính đồ chó ghê trời. Tự nhiên cái này nó còn size M không mấy chị ơi. Nè còn cái 2x nè. À em còn đúng cái 2x nè. Chị nào chồng chị nào 80kg chốt cái trắng 2x có đúng một cái 2x thôi. Con mèo á. Trắng size L không? Coi thử có L, có size XL. XL hả? Có size L không? Size M Coca 45kg vừa Nguyễn Thư. Size L có con mèo. Mèo con mặt vừa. Mặt vừa có size M. XL luôn. Rồi. XL. Em có áo con mèo size XL nè. Chị nào chốt áo mèo chốt lên giùm em áo à, mèo size XL. Có một cái size XL con mèo thôi. Rồi cột chung lại đi. Rồi lên hàng xúc nha. Xong hết cái này chưa? Rồi cột cục nào ra cục đó ha. Lại hết rồi đúng không? Cột nào ra cục đó đi. Để con ke size M con áo á. Áo ABC á. À, Nguyễn Thư. Cái này mèo nào? XL đâu rồi? Đây mèo XL đây. Rồi. Võ Phúc. Tâm sao? Rồi lên hàng xúc. Mày mới địch phải không? Rồi có đâu? Trời sao tiêu không ngoài vậy? 50kg chị. Cuộc sống vậy? Thôi mày bớt cuộc sống đi. Cái ghế nó kêu nè mày coi. Đây bỏ vô luôn. Size M cũng có 50kg á chị. 50. Dưới 50. Rồi em lên mã này cho mấy chị nè. Em lên mã này mà chị Bảo Phúc bảo không mê thôi. Hàng xuất nha 160.000 áo lính. Chốt giùm em mã lính kèm size. Mã lính này size XL nè. Này con là con mã lính size XL. Mã lính XL mấy chị. Mã lính này 2x nè. Mã lính này 2x nè. Chốt cho chị Kim Tuyết Lê gì đó. Kéo lên thử phải Kim Tuyết Lê không. Mã lính này 2x nè. Mã lính 2x nè. Đúng không? Khoảng cỡ em hứa với mấy chị là khoảng cỡ 3 ngày trở lại sẽ có một lô áo với một lô rin về. Sẽ có một lô áo và một lô rin về. Nãy làm gì có ai nữa rồi. Chuyện này đó. Tao đọc Kim Tuyết Lê rồi mà. Ở dạ em lỡ. Rồi cái này là của Võ Gia Phúc nè.
Võ Gia Phúc nè. Ra phụ giùm Bi con cái ơi. Không có phải. Hàng kia là hàng xưởng, còn hàng này hàng xúc mà. Nãy giờ chưa lên, chị Kim Đức Lê mới vô mà. Rồi lính mới đọc cho ai vậy? Lính 65kg cho Nguyễn Thư nè. Để kiếm thử Liên Phước, để kiếm thử còn hay gì trong Liên Phước. Rồi mãi lính 8 đó hết nha. Lính 8 hết mấy chị. Em sẽ lên lính khác nè. Mấy chị chờ em chút. Rồi áo Lê Việt nha. Áo Lê Việt. Mấy chị chốt giùm em Lê Việt. Lê Việt kèm size 106. Con này hàng xuất Tây Mỹ nè mấy chị. Lê Việt. Chốt giùm em áo đỏ sọc. Áo đỏ sọc. Áo đỏ sọc mấy chị ơi. Đẹp không? Áo này có cổ nè. Con này vải đã lắm. Chốt giùm em đỏ sọc. Đỏ sọc này size này khoảng cỡ dưới 77kg mấy chị. Size này khoảng cỡ dưới 75kg đỏ sọc. Đỏ sọc. Rồi chốt giùm em lính xanh mấy chị. Chốt giùm em lính xanh. Chị nào chốt lính xanh, chốt giùm em lính xanh. Lính xanh khoảng cỡ dưới 70kg nha. Lính xanh size L nè. Khoảng cỡ dưới 70kg. Lính xanh mấy chị. Lính xanh có size L. Có size L lính xanh nè, hai cái lính xanh. Qua đi đúng không? Hai cái mấy chị. Hai cái mấy chị. Hai cái lính xanh. Áo ba màu, áo ba màu trắng đỏ đen thôi nè. Ba màu trắng đỏ đen. Mới cột lại. Áo thun đúng không? Chứ nãy giờ kêu áo gì? Rồi, ủa nãy lính xám này hả? Đây là trắng đỏ đen này. Hồi nãy ai ai chốt con này size XL vậy? Size XL này cũng phải dưới 82, 83, 84kg rồi nè. Nè chốt giùm em lính giác cổ là size XL nè. Áo ba màu nè Ngọc Thảo. Mày không cột làm 4 lại biểu sao nó không tuột. Mày cột làm 2 mày áo trơn sao mày nó không tuột cho được. Có chị. Có. Con này ba màu nè chứ. Con này ba màu mà mặc cái quần rinh đẹp lắm. Có chị, để em kiếm cái nào bay cho hay để em để cho. Cái mà đỏ đỏ đen đen trắng trắng không tuyết là không? Hả? Đen cái kia nè. Đỏ đỏ đen đen trắng trắng size M. Đấy hả? À, cái đó đó. Size gì? Dạ, cái là dạ chị Hạnh. Hả? XL. Lê Việt như ký có 85 chứ. Lê Việt có size XL lớn nhất chị Thúy Phan. Cái ba màu của Ngọc Hảo nè. Hết là hết rồi nha, Đỗ Hồng Phước ơi. Đâu rồi, áo ba màu đâu rồi? Ngọc Hảo nè, 160. Adidas đỏ, size nhỏ. Adidas đỏ, size dưới 50kg. Cái này mua cho Puka được nè. Adidas đỏ. Adidas đen, 160. Có size, Adidas đen có size dưới 55kg nè. Adidas đen có size dưới 50kg nè. Không có size L, có size L nãy giờ Phúc ông hốt rồi. Mấy chị ráng chờ cho em mấy ngày đây, 3 ngày thôi. Em lấy nguyên một lô nam gì có size 2-3 cho mấy chị luôn. Em có con sơ cây. Con sơ cây size M nè. Sơ cây size M. Chị eo trần muốn lấy size 95kg đợi em mấy ngày. Đợi vài ngày thôi nha. Con đi ngủ đi luôn. Mai có đi học không? Tao còn ngồi đó. Tối nay tập thể dục hả? Áo lính xanh nè, size M nè. Size M dưới 60kg. Sơ cây size L. Sơ cây size L. Con chưa ăn luôn hả? Adidas có một con. Đẹp ha. Adidas size M. Kiếm cái 2X bán cho mấy chị nha. Nè hai ịt có một cái nè chị Kim Tuyết Lê. Hai ịt xanh lính nè đẹp không? Hai ịt của Kim Tuyết Lê nè. Adidas xám size L. Mấy con này mặc quần rin mê. Con này có cổ nè.
Con này có cổ mà vải lĩnh lắm nha, vải rất là đẹp. Chốt giùm em sọc xanh, con này dưới 60kg nè. Chồng chị nào dưới 60kg chốt con có cổ sọc xanh. Lê Việt, Lê Việt. Lê Việt size L và XL và M là Lê Việt. Lê Việt Việt mấy chị, Lê Việt Việt. Chị đáng 3 ngày nữa đi chị. Và màu đó trùng màu này không? Con này 2 ịt nè, chốt giùm em con lính 2 ịt còn nè. Con này XL nè chị Võ Phúc, có con nè chị Võ Phúc đẹp không? À coi vải nè. Đây, coi vải nè. Coi thử trong mặt sai gì thì cứ chốt đi gái. XL. XL đang treo khổ. Adidas xanh. Cái này vải mát nha. Adidas xanh size L. Đây. Size L mấy chị. Con này chị Võ Phúc nên lấy nè, size XL. Con này chị Võ Phúc nên lấy nè. Con này vải đẹp mê luôn. Con này chồng chị nào mà khoảng cỡ dưới 80kg mặc bao mê. Vải rất là đẹp nha. Vải dùng từ rất là đẹp ha. Vải đẹp mê lắm. Ngọc Hảo lính 2XL. Mới vừa bỏ xuống. Kiếm lại Hảo. Và XL sọc. Rồi đây. Ngọc Hảo 160 nè. Và XL sọc. Sọc và sọc xanh đó hả chá? Sọc xanh đó hả Hảo? Sọc xanh này hả Hảo? Một sọc xanh này có đúng một con thôi. Sọc xanh này có đúng một con nhưng mà vải con này đẹp lắm. XL. Từ nha, XL sọc là XL nào? Cái XL này phải không hả Ngọc Hảo? XL này đúng không Ngọc Hảo? Đây. XL của Ngọc Hảo nè. Hai cái của Ngọc Hảo 160-320. Còn xếp lại. Xếp lại con. Áo có cổ 80kg, khách mới vừa lái xong. Có quần rinh chưa chị, em mới vô xem được. Khách lấy hết trơn hết trọi rồi, đa nhiếm Ngọc Hương ơi. Khách lấy hết trơn hết trọi, em có lấy cái đầm sọc không thì báo chị em lấy cái đầm sọc size L cho em. Hello, giờ vô bà nội. Giờ ta nghỉ đi vô chú quỷ ghê. Tối hôm nay giờ ít đồ nữ, ngày mai em sẽ đắp đồ nữ cho mấy chị nhiều. Sọc bầu. Sọc bầu là sao? Sọc bầu là cái nào chị Thúy? Chị? Nhưng mà có một cái thôi, hàng xúc nó có một cái à. Còn mấy chị muốn đắp đồ nam nữa lấy một cái sọc. Không có chị. Em nói mấy chị nè. Chị nào mà muốn quất đồ nam, đợi em 3 ngày, bữa nay thứ mấy anh? Nay thứ tư. Thứ năm, thứ sáu. Thì mấy chị thứ bảy đi. Tối thứ bảy em quất đồ nam cho mấy chị. Em quất đồ nam và quần rinh nam luôn. Hứa mấy chị luôn á. Ha. Rồi mấy chị ơi. Mai gặp lại nha. Mai gặp lại mấy chị nè. Rồi chào mấy chị nha. Mai đi, mai đi. Tối thứ bảy nhưng mà ngày mai về đồ nữ á chị. Ngày mai về một lô đồ nữ.